Với công suất 12 triệu viên gạch tuy nen một năm, nhà máy này trước đây không kịp sản xuất để bàn giao cho khách hàng. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, vẫn tồn đọng 3 triệu viên chưa thể bán được. Đây được xem là năm khó khăn nhất với đơn vị sau nhiều năm hoạt động. Năm nay thì tiêu thụ tương đối chậm so với năm trước. Công trình nó cũng ít mà nhà dân thì năm nay cái thị trường thì hầu như là chúng như thế cũng không phải được nhà xây được mấy. Một trong những khó khăn của các nhà máy gạch tuy nen đó là nguyên liệu đầu vào tăng cao, trong khi đó giá thành sản phẩm không thể tăng. Hầu hết các nhà máy đều sử dụng than để nung gạch. Trong cấu thành sản phẩm thì than chiếm đến 55%. Từ năm ngoái đến nay, giá than liên tục tăng đã làm cho nhiều nhà máy phải dừng sản xuất. Cái thị trường nguyên nhiên vật liệu đầu vào nó tăng rất là cao. Tính từ tháng 3 năm 2022 đến nay thì nó tăng so với trước là đến giờ cũng chưa là đến là 67,3% so với cái giá của các cái năm trước. Từ đó thì nó kéo theo là cái giá thành sản phẩm nó tăng cao. Không có công trình lớn thi công và thị trường xây dựng bất động sản trầm lắng cũng là nguyên nhân khiến cho thị trường gạch ảm đạm theo. Bên cạnh đó, hiện nay nhiều công trình đầu tư công đã sử dụng vật liệu không nung để thay thế, khiến cho thị trường gạch tuy nen bị thêm thu hẹp. Do ảnh hưởng của thị trường bất động sản, đó, cho nên là thị trường xây dựng trên cái nhu cầu xây dựng trên thị trường tại thời điểm bây giờ là rất chi là ít. Đó, thì nó làm giảm cái lượng tiêu thụ gạch của tất cả các nhà máy trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các cái vùng phụ cận nó giảm mất khoảng 50% cái sức mua của dân. Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 27 nhà máy gạch tuy nen phân bố trên 12 huyện thành, tổng công suất theo thiết kế trên 700 triệu viên một năm. Từ đầu năm 2023 đến nay, do khó khăn về đầu ra nên các nhà máy đang tồn kho khoảng từ 55 đến 60 triệu viên gạch nung tuy nen. Hiện đã có trên 10 nhà máy đã dừng hoặc hoạt động cầm chừng. Nếu thị trường tiếp tục khó khăn, sắp tới nhiều nhà máy gạch tuy nen phải đóng cửa và sẽ có hàng trăm lao động mất việc làm.